Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hàng Nóng, Quân Đông, Sao Thỏ Đế, Quyền Bính, Lính Hằng lại sợ rằn gì. Lính của ông Tô là hung thần đối với nhân dân, quân số từ chính quy cho đến không chính quy, đến con số hàng triệu. Hiện nay, đến từng ngõ hẻm, từng khu phố, công an đều cài người vào để mà theo dõi nhất cử nhất động 100 triệu người dân Việt Nam. Đấy là việc bố trí mạng lưới công an trị để mà nhốt dân, để đưa toàn dân vào tầm kiểm soát. Ngoài ra, Bộ Công an còn được Trung ương Đảng ưu tiên cho một ngân sách khổng lồ để chi tiêu và mua sắm. Ngân sách cho Bộ Công an lên đến gần 100.000 tỷ đồng. Không rõ bộ quần áo rằn di có tội gì đối với Bộ Công an. Quân đồng tiền nhiều như thế là hai nguyên liệu làm nên sức mạnh vô đối. Người dân tay không tấc sắt và không có ý chống lại chính quyền, tuy nhiên đã có dấu hiệu hoảng loạn tại Bộ Công an. Họ hoảng sợ với cả bộ đồ rằn di, vô tri, vô giác. Những gì xảy ra tại Tây Nguyên được ví như con kiến chống lại con voi mà thôi. Với quân đông và vũ khí tốt trong tay, công an có thể nghiền nát bất kỳ tổ chức nào dám chống lại họ. Tuy nhiên, dù quân đông vũ khí mạnh thì những gì xảy ra vào những ngày qua cho thấy lực lượng công an của Đảng Cộng sản dường như không tự tin vào sức mạnh của mình. Cho đến nay, họ vẫn còn đang bố giáp bắt bớ những người bán quần áo rằn gì. Câu chuyện công an phát hoảng bắt bớ người bán đồ rằn gì tưởng chỉ xảy ra ở Cao Nguyên vừa qua. Nhưng không, cho đến nay, các tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang truy quét những tiểu thương buôn bán đồ, có đồ rằn di. Quả thật, sự hoảng sợ nó không dừng lại ở khu vực đã xảy ra thảm sát, mà nó đã lan ra cả các tỉnh thành khác trong cả nước. Mới đây, tờ báo Vietnamnet cho biết, chiều ngày 30 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an phường Trường An, Công an thành phố Huế đã phát hiện thu giữ hơn 100 loại áo quần là quân phục của nước ngoài. Chiến dịch truy quét rằn di đã lan ra cả nước. Thực ra người dân Việt Nam rất hiền hòa, họ không muốn bạo động, họ không hề chống đối chế độ về cuộc sống cơm áo gạo tiền đã chiếm trọn cuộc đời của họ. Nếu có người lên tiếng thì cũng chỉ là lên tiếng vì một Việt Nam tiến bộ, nhưng chỉ cần như vậy thôi thì Đảng Cộng sản cũng đã liệt họ vào thế lực thù địch và tấn công những người này bằng đủ thứ chiêu trò, dù cho là bất hợp pháp. Nói chung, Đảng nhìn người dân thành ra kẻ thù, và công an cũng thế, cũng nhìn dân và tự nặn ra kẻ thù, rồi áp bức nhân dân. Bộ Công an được Đảng giao cho nhiệm vụ kiểm soát toàn dân, được cấp tiền rất nhiều, được tuyển quân đông, được bất chấp cả pháp luật. Ấy vậy mà công an nhìn đâu cũng sợ, họ phòng ngừa dân quá mức cần thiết. Những bộ quần áo rằn di có làm nên tội hay không? Sao mà phải tấn công vào những người buôn bán thứ y phục này mạnh đến như vậy? Phải chăng ngành công an, dù quân đông tướng nhiều, dù vũ khí trang bị đầy mình, nhưng vẫn không rũ bỏ tinh thần thỏ đế và đang ăn sâu vào nếp nghĩ của các sĩ quan công an, từ cấp cơ sở cho đến tận cấp trung ương. Ông bộ trưởng miệng thì nói cứng nhưng lại có lá gan bằng sứa. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hô hào khẩu hiệu rằng muôn năm, nhưng thái độ với dân như vậy chắc chắn thời kỳ của họ sẽ kết thúc vào một lúc nào đấy. Với lực lượng công an đông đảo, được cấp nhiều tiền mà vẫn hoảng sợ khi nghe tiếng lá rơi, thì đấy là một điểm báo cho thấy Đảng cũng sẽ tới ngày tàn mà thôi. Lực lượng công an đang có lực lượng nhưng lại không có chất. Đất nước là mãi mãi, triều đại là nhất thời. Với một chế độ chỉ coi dân là đối tượng để mà khai thác, coi đất nước là chiến lợi phẩm, thì trước sau gì người dân cũng sẽ nhận ra, và tất nhiên một khi người dân đã nhận ra thì Đảng cũng sẽ tàn. Đất nước này không của riêng ai, nó là của toàn dân, không phải của Đảng Cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Hàng Nóng, Quân Đông, Sao Thỏ Đế, Quyền Bính, Lính Hằng lại sợ rằn gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tội phạm
lót ổ trong ngành công an, ông Tổng có truy ông Tô không? Vụ án Nam Can cách đây 20 năm là vụ án gây chấn động toàn quốc về mức độ nguy hiểm, quy mô của tổ chức tội phạm và mức độ dính dáng sâu của quan chức chính quyền. Cho đến nay, vụ án này vẫn là một vụ án hình sự nổi tiếng nhất và cũng cho đến nay nó đã trở thành huyền thoại phá án. Đấy là lần đầu tiên người dân thấy được sự thối nát của chính quyền mà đặc biệt là lực lượng công an của Đảng. Cựu giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh Bùi Quốc Huy, người đã dính vụ án Nam Cam. Dính tới vụ án Nam Cam có các quan chức cỡ bự. Ngành công an thì có ông Dương Minh Ngọc, lúc bị bắt là thượng tá, trưởng phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Ông này từng được tuyên dương là anh hùng lực lượng vũ trang. Ông Nguyễn Mạnh Trung, thượng tá, phó trưởng phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Ông Bùi Quốc Huy, trung tướng, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là những người trong ngành công an đã bán mình cho quỷ. Ngoài ra còn các quan chức như ông Trần Mai Hạnh, cựu tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phạm Sĩ Chiến, cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Một số ý kiến cho rằng trong vụ án Nam Cam, người ta không moi thêm, chứ nếu moi thêm thì có thể dính lên rất nhiều nhân vật to hơn, đặc biệt là ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đó là bức tranh cấu kết giữa tội phạm và quan chức cách đây 20 năm. Thực tế, bức tranh này đã hình thành từ trước đó rất nhiều năm, và đến đầu những năm 2000 nó mới bị khui ra. Bản chất của chế độ này là đỏ đen đan xen, trong đỏ thì có đen. Cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cũng dính đường dây tội phạm. Vậy câu hỏi đặt ra là từ đó cho đến nay bức tranh của ngành công an vẫn như cũ hay đã trong sạch hơn? Có người trả lời rằng có ai gạn bẩn đâu mà trong sạch. Ngành công an từ sau vụ án Nam Cam thì dường như họ không dám bứt dây nữa bởi lợi ích hiện nay đan xen. Nếu nhóm A triệt nhóm B thì nhóm B cũng tìm cách tung chuyện thâm cung bí sử của đối thủ ra cho bản dân thiên hạ cùng xem. Câu trả lời là ngành công an hiện nay không thể sạch hơn cách đây 20 năm, mặc dù không có vụ án nào lớn như vụ án Nam Cam khi xưa đã được khui ra. Mới đây, báo chí cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bắt tạm giam Hồ Văn Tấn, cựu trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu thuộc PC03, Công an tỉnh An Giang. Và cấp dưới là cựu điều tra viên Nguyễn Minh Chí để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do liên quan đến vụ án 10 tường. Hồ Văn Tấn, 55 tuổi, cựu trưởng phòng và cựu điều tra viên Nguyễn Minh Chí đều thuộc Công an tỉnh An Giang, bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc bỏ lọt tội phạm. Cách làm của những ông công an này chẳng khác nào Nguyễn Mạnh Trung và Dương Minh Ngọc trước đây đối với vụ án Nam Cam. Không phải đây là trường hợp hiếm mà là trường hợp phổ biến ở trong ngành công an. Chẳng qua những ông này đã bị xui do Đinh Văn Nơi khi còn là giám đốc công an tỉnh An Giang đánh cho rụng. Còn vô số những quan chức ngành công an tỉnh khác vẫn đang ung dung, không sợ bị lộ. Công an viên như thế này thì nhan nhản trong ngành công an. Ví như trường hợp ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng, chỉ lộ khi đã về hưu. Thực ra các sĩ quan công an đều làm giàu theo cách tương tự như nhau. Họ dùng quyền bính trong tay để mà bảo kê cho một tổ chức tội phạm nào đấy thì làm giàu. Không phải ngẫu nhiên mà ghế bóng giám đốc công an tỉnh có giá trung bình khoảng 30 tỷ. Có người cho rằng nếu càn quét bộ công an thì sẽ lòi ra rất nhiều gương mặt giống như Hồ Văn Tấn. Thực tế bộ công an đang nổi lên những ung nhọt như vậy. Và liệu rằng ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có truy ông Tô Lâm về việc để công an bẩn tràn lan đến như thế hay không? Có lẽ là ông Tổng không làm điều đó, bởi đã làm cái chức Tổng Bí Thư thì ông Trọng cũng biết ngành công an của chế độ này nó bẩn như thế nào rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tội phạm lót ổ trong ngành công an, ông Tổng có truy ông Tô hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.
chấm đề.